Thiện tai, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu nói tiếp về một sản phẩm tinh bột mà chúng ta kết hợp dùng trong ăn uống, pha trong những loại ngũ cốc, những loại nước thảo mộc để uống thì rất tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ điều trị bệnh. Đó rất tốt, đó chính là tinh bột nghệ. Thì cái sản phẩm này thì hầu hết đã nhiều người rất là biết, nhiều người đã biết, nhưng mà có điều lâu lâu sử dụng, còn nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên mỗi ngày để bồi bổ thì cũng rất là tốt, để thay thế cho những sản phẩm công nghiệp, những sản phẩm từ động vật thì càng tốt. Cơ thể con người của chúng ta vốn phù hợp để hấp thu những sản phẩm từ thực vật chứ không phù hợp để hấp thu những sản phẩm từ động vật. Cho nên những bộ tộc nào mà có truyền thống ăn chay từ nhỏ thì họ thường có sức khỏe rất là tốt. Thậm chí sâu răng cũng rất là ít, ăn uống thuần chay. Và tuổi thọ những người đó, những bộ tộc đó rất là cao, thường là 80, 90 tuổi trở lên, và rất là ít bệnh tật, không có nhiều bệnh như người hiện đại, như những bệnh như là ung thư, tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, dạ dày, gan, thận, vân vân. Tinh bột nghệ thì có chứa nhiều curcumin giúp vừa hóa tế bào ung thư và ngăn chặn, kết hợp giúp giải độc gan, giúp bồi bổ cơ thể, giúp bổ khí huyết, đẹp da, hỗ trợ điều trị các bệnh về đường ruột, dạ dày, đại tràng, rất là tốt. Cho nên nếu mà chúng ta biết mà chuyển qua chế độ ăn uống mà thuần chay, thuần thực vật mà cho đúng, về lâu về dài thì rất là tốt cho sức khỏe. Một số người mà mới vừa chuyển qua ăn thì thấy mau đói bụng, mau mệt, đó là do họ mới vừa chuyển qua từ chế độ ăn thịt qua chế độ ăn thuần thực vật. Thì cơ thể sẽ đào thải những độc tố mà trước đây từ khi mà ăn thịt động vật đã tích tụ, thì cơ thể sẽ bị mệt. Còn khoảng 6 tháng thì những cái triệu chứng đó sẽ hết. Với lại cái vấn đề mà mau đói là do chúng ta ăn thuần chay thì cơ thể chúng ta sẽ hấp thu tốt hơn, mau tiêu hơn, nên đó là cái dấu hiệu tốt cho sức khỏe. Còn nếu mà chúng ta ăn vào mà lâu tiêu á, mà đầy bụng mà mệt thì đó là không có tốt. Mà ăn theo thực dưỡng, nếu mà chúng ta biết rõ thì chúng ta nên nhai kỹ cái gạo lứt riêng rồi chúng ta ăn thức ăn riêng thì sẽ tốt hơn, dạ dày chúng ta sẽ dễ hấp thu hơn, dễ tiêu hơn. Còn nếu mà chúng ta ăn chung gạo, ăn chung cơm gạo lứt với thức ăn thì chúng ta sẽ không nhai nghiền cái gạo lứt được kỹ, thì cơ thể chúng ta sẽ hấp thu được kém hơn và dạ dày chúng ta sẽ phải làm việc mệt hơn. Như vậy thì sẽ không có tốt. Ăn uống nói chung là chậm rãi, từ từ chứ không nên ăn gấp. Đó, những người mà có lối sống mà gấp, ăn ăn vội, uống vội thì rất là có hại cho sức khỏe. Mà nước, với lại cái quan trọng nữa là cái lượng nước mà chúng ta hấp thu vào cơ thể hàng ngày á, thì chúng ta chỉ nên uống vừa đủ cho hết khát thôi, chứ không nên uống nhiều. Nếu mà uống nhiều nước thì sẽ có hại cho gan, nói chung là có hại hết. Hại mà hại nhất đó là thận và tim, mà chúng ta phải đi mà thường thì chúng ta sẽ dễ bị tiểu đêm, cũng rất là mệt. Tại vì thực ra trong thực phẩm của chúng ta, cái lượng rau củ quả trái cây là cũng chứa rất là nhiều nước rồi, nên chúng ta không cần phải bổ sung uống thêm nước nhiều cũng không có tốt.
Nói chung chúng ta cứ ăn uống theo truyền thống văn hóa triết lý Á Đông của chúng ta là lối ăn uống tốt nhất. Ăn uống đơn giản dị có chọn lọc, thuần chay thuần thực vật là tốt nhất, thuận theo tự nhiên. Cho nên nếu mà chúng ta biết giữ gìn sức khỏe từ lúc mà chúng ta còn sức khỏe là tốt nhất, đừng có để khi đã mất đi sức khỏe rồi chúng ta mới biết giữ gìn thì lúc đó hơi muộn. Khi mà còn sức khỏe chúng ta có vô vàn ước muốn, nhưng khi đã mất đi sức khỏe chúng ta chỉ có một ước muốn duy nhất, đó chính là sức khỏe. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Chào mọi người, thiện tai, thiện tai.